Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một trong những di sản văn hóa của Hàn Quốc từ thời Silla. Và đây là một trong những cung điện ở bên hồ rất là đẹp và lãng mạn của Hàn Quốc. Những cung điện này thì đã có từ năm 931 từ thời thống nhất Silla tại Hàn Quốc. Và công trình này thì ở tỉnh Gyeongsangbuk-do, Gyeongju-si ở thành phố Gyeongju các bạn ạ. Bạn nào ở Gyeongju thì chắc là không lạ gì nơi này. Và nếu mà bạn nào chưa đi thì tốt nhất là nên đi một lần để ngắm, rất là đẹp và lung linh các bạn ạ. Thật sự thì mình đi và mình đã rất là thích, cảm thấy rất là hoành tráng và mọi thứ rất là lung linh. Đây là những cảnh mà mình đã quay được, hy vọng mọi người có thể du lịch qua video của mình, hoặc bạn nào nếu có thể đến trực tiếp thì nên đến thăm một lần nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi du lịch ban đêm ở nơi mà ngày xưa vua thường hẹn các cung thần mỹ nữ ra đây, thứ nhất là hẹn hò hay là làm những cái cảnh mà lãng mạn giống như trong phim Hàn Quốc hay có đấy các bạn ạ. Và bây giờ đây là một trong những cái cung điện rất là dài và được bảo tồn đến ngày nay. Không chỉ người nước ngoài mà người Hàn Quốc ở đây cũng rất là nổi tiếng và họ đến rất là đông. Rất là đẹp các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi tham quan cung điện và đi xem từng chi tiết nhé. Mọi người đừng quên like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Và đây là một trong những cái cách mà em hâm nóng tình cảm với chồng đấy các bạn ạ. Nếu vã quá là phải lôi chồng ra hôn một cái. Đi. Chắc là rất là nổi tiếng các bạn ạ. Thật sự bãi đỗ xe thì kín chỗ luôn. Ồ, đông như hội. Trẻ con có mấy cái bong bóng rất là đẹp các bạn ạ. Ô bác, cái có sát chô. Ừ, cái có sát chô. Chế cả ít kì chờ. À, một lần phá. Hỏi cho bao tiền nào. Em kêu chồng bảo chồng mua cho một cái để chơi, mà ra hỏi giá xong rồi một đám mình nữa tiếc tiền rồi không dám mua. Đẹp đấy. Như thường lệ thì chồng mình đang phải đi xếp hàng để mua vé. Bây giờ người rất là đông. Vé này là một người là 3.000 won, 300 á. Và đây, đi vào rồi các bạn ơi. Ồ, toàn thấy người là người thôi. Ồ, khá là rộng. Ở đây đẹp, nổi tiếng về cảnh ban đêm, cho nên là ban đêm mới đông người đi, ban ngày thì không có nhiều. Và các bạn có thể thấy những cái chòi nó đang phát sáng ở trên kia. Đó, 1, 2, 3. Ồ, nhìn cảnh ban đêm rất là đẹp đúng không ạ. Và đây, tuyệt vời. Thật sự thì đến nơi nhìn thấy nó cũng đẹp thật các bạn ạ. Ồ, đẹp quá. Nhìn phong cảnh rất là tự nhiên và rất là lãng mạn. Ngày xưa vua chắc là hay dẫn các cô gái đến đây để hẹn hò đây. Cảnh ban đêm thực sự rất là đẹp các bạn ạ. Và đây, đây là những cái hoa văn và những cái kiến trúc từ cái thời Silla, rất là lâu đời rồi. Đông, thật là đông như hội luôn. Sao bây giờ người ta đi đông thế, hay là lần đầu tiên mình đến đây mình mới thấy người ta đi đông như thế này? Từ cái hồi mà dịch đã bùng phát đến bây giờ, lần đầu tiên em đến chỗ đông người như thế này các bạn ạ. Thật là ngạc nhiên. Cảnh ban đêm, cung điện nhìn rất là nguy nga tráng lệ đúng không? Đây là bên cạnh một cái bờ sông và họ cũng làm đèn như thế này. Nhìn những cái cây nó rất là đẹp, giống như những là bông hoa bên cạnh sông vậy. Chồng ơi, xa đang he. Đến những cái bụi cây ở đằng kia họ cũng làm cái đèn rất là to như vậy. Có những cái điểm sáng rất là đẹp các bạn ạ. Đây từ... Chỗ này thì cũng khá là rộng và mình đi mất khoảng 20 phút thì mới hết cổng nơi này nếu mà đi liên tục. Đến đây thì người ta thường đứng lại ngắm cảnh và chụp ảnh rất là nhiều. Đa số thì là người Hàn Quốc, mình thấy cũng rất là ít người nước ngoài. Và đây là tổng quang cảnh của cung.
Tuy nhiên thì bây giờ nó không còn được nguyên cảnh như thế này. Nó chỉ còn lại ba cái chòi rất là lớn ở bên cạnh hồ này là còn lại nguyên vẹn và rất là đẹp. Còn những chỗ khác thì có lẽ là do năm tháng nó đã mai một đi rất là nhiều. Bây giờ thì đây là một chòi cuối cùng các bạn ạ. Cảnh họ làm trông rất là tuyệt vời, rất là sáng. Mình nghĩ là họ cũng đã đầu tư rất là nhiều cho cái việc phát triển du lịch ở trong cái nơi nền văn hóa Sina này. Và đây là một trong những cung điện còn lại của Hàn Quốc và được thế giới UNESCO công nhận là di sản văn hóa đấy các bạn ạ. Đến đây thì có nhiều người họ còn mặc hanbok để chụp ảnh đêm. Và có lẽ là chụp cảnh đêm thì lên dùng máy ảnh thì có lẽ là nét hơn. Đây như nhà em thì cũng hay chụp ảnh bằng điện thoại. Hôm nay thì mình đã chia sẻ đến các bạn một cung điện rất là lung linh ở bên hồ của Hàn Quốc từ thời Silla. Và hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Mọi người nhớ theo dõi kênh, ấn vào nút chuông để nhận thêm nhiều video. Sau này chúng ta hãy cùng đi tham quan Hàn Quốc và cùng du lịch Hàn Quốc với mình nhé.